Em về được mấy cặp này rất là hay các bác này. Cặp này nhỏ mà xinh, em về em tưởng là nó chưa dùng luôn này các bạn. Đây là cặp Yamaha NS30X. Dòng này nó có NS nó to hơn 50 này, 70 này, 90 này. Đây là cặp nhỏ xinh, 3 way, bass 20. Đấy, gân vải lụa. Đây các bác nhìn nó đầu tiên em về em tưởng là cái gông này là gông độ. Nhưng mà không phải, đây là gông sơn zin luôn. Các bác nhìn cái viền chrome nó còn đẹp như này. Này. Quá đẹp luôn. Trùng đôm, tép đôm. Cực kỳ hay luôn, chất. Gân là gân vải lụa vẫn còn zin. Đấy, trong lô em về cả mấy cái dòng monitor bass 40 của Infinity nhé, những cái dòng vừa vừa tiền. 150, 152, 155. Đó. Đấy các bạn ơi. Nó đẹp vô cùng luôn. Về cứ nghĩ là hàng độ nhưng mà không phải, nó nguyên zin, nó đẹp như vậy. 107561. Em xem này. 107561 trùng series luôn, mới kinh. Đấy, maximum 180W các bác nhá. Cặp này trùng series luôn. Nó đẹp. Nhiều khi cái dòng này nó phục vụ cho các bác, kể cả những cái bác mà có những cái cặp loa nó cực kỳ đắt tiền này, chơi những đồ high end rồi, thì các bác chơi những cái cặp này bày nghe chi tiết nhẹ nhàng rất là hay. Dòng NS này, tiếng rất là hay. Anh em đã chơi những cái cặp to khủng hơn như 1000 monitor đã biết rồi. Chất Yamaha nó rất là tuyệt vời. Em sẽ làm clip test cặp này riêng này và mấy cặp dòng monitor để cho các bác nhé. Dòng store monitor này, Infinity để cho các bác nghe. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.